Chúng tôi sẽ có tổng cộng là 2 đợt tập huấn lớn. Ngoài ra trước mỗi một buổi thi thì nhà trường lại tiếp tục tập huấn nữa. Cho nên là cái công tác tập huấn, công tác coi thi là nhà trường đặt cái vị trí rất là quan trọng và được quan tâm. Nhà trường ý thức được cái việc quan trọng của cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nên chỉ đạo các cái đơn vị là thực hiện hết sức nghiêm túc. Tất cả 16 cái địa điểm thi đều do lãnh đạo của các khoa viện làm trưởng cái điểm thi và cũng lựa chọn các cái cán bộ coi thi có cái trách nhiệm nhất để tham gia vào công tác giám thị.